Hello, xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Anh Thi Bất Động Sản Khánh Hòa. Thì tiếp tục cái quá trình đi review bất động sản thực tế, thì hôm nay em sẽ đưa anh chị đi xem lô đất đất vườn quy hoạch thổ ở xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh. Rất là đẹp nha anh chị, lô đất hai mặt tiền rất là đẹp luôn. Đó, đất bằng phẳng. Xe xe kia thì có một cái biệt thự đồi anh chị, biệt thự kinh khủng đẹp luôn. Thì mà trước khi mà tới các cái thông tin về lô đất thì anh chị nhớ cho em xin một like, một đăng ký nha, coi như đó là cái động lực để giúp em đi quay cũng như là lan tỏa cái thông tin bất động sản tới cho mọi người, cho nhiều người hơn. Đó. Thì lô này giờ tổng diện tích của nó là 7.300m nha anh chị. 7.300m. Cái đường này là đường bê tông rộng khoảng 4-5m, kết nối ra đường tỉnh lộ 2 ngoài kia. Thì từ tỉnh lộ 2 ra đi vào đây thì khoảng 100m thôi anh chị. Có một từ từ tỉnh lộ 2 đi vào khoảng 100m. Đó, lô này thì 7.300m hai mặt tiền. Mặt tiền bám đường này là 100m nha anh chị. Cái mặt hướng này là 100m. Thì cái đoạn này thì khoảng 50, hơn 50m. Đó. Đất này thì hiện tại đất cây hàng năm, quy hoạch 100% thổ cư. Đó. Quy hoạch 100% thổ. Mặt tiền này 100m nha anh chị. Đó. Đường trước hai mặt tiền là đều ô tô hết. Đường bê tông hiện trạng rộng 4m. Đó. Nói chung là lô này thì phù hợp cho anh chị nào làm farm, làm vườn, làm kho bãi, làm logistics. Đó, lô này nó phù hợp. Tại vì đường tỉnh lộ 2 đi vô thì nó cũng gần lắm anh chị, 100m à. Đó. Từ vị trí em đang đứng đây á mà đi lên lại ủy ban xã, ủy ban huyện Khánh Vĩnh á, ủy ban huyện á, thị trấn á, tầm khoảng 3-4 cây thôi anh chị. 3-4 cây là chúng ta tới ủy ban dân huyện rồi, ở thị trấn Khánh Vĩnh rồi. Từ vị trí em đang đứng đây á mà đi tới ủy ban dân xã Sông Cầu á là chỉ tầm khoảng 1 cây thôi, rất là gần ha. Cái tiện ích kết nối đầy đủ lên ủy ban xã Sông Cầu là chúng ta có tới chợ rồi. Xung quanh đây thì có cái biệt thự trên kia, rồi ngoài phía này cũng có mấy cái nhà dân. Đó, hồ này thì khá là đẹp anh chị, cũng là vuông vức như cái bánh chưng gì đó. Mặt tiền một mặt dài 100m, một mặt dài hơn 50m, rất là đẹp. 7.300, đất cây hàng năm quy hoạch phun thổ. Giá chưa tới 2 triệu mét nha anh chị. Lô này giá chưa tới 2 triệu mét. Chưa tới 2 triệu cho anh chị nào đầu tư làm farm, làm vườn, hoặc là đầu tư trung hạn bán lại cũng được, rất là ok. Đó, đất vườn quy hoạch thổ thì cái tiềm năng tăng giá của nó cũng nhiều anh chị. Tiềm năng tăng giá cũng nhiều. Đó, thị trường bất động sản Khánh Vĩnh thì mấy năm gần đây thì giao dịch rất là tốt. Đó, nên là anh chị đầu tư thì cân nhắc xem lô này. Đó, trong kia thì có cái farm làm điện năng lượng mặt trời, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng gì tới mình. Đó, trên kia thì có cái biệt thự đồi rất là đẹp, xây trên đồi rất là đẹp anh chị ạ. Đất ở đây thì hiện tại là bằng đường nha anh chị, bằng phẳng luôn, không có bị thấp, cũng không có bị cao, bằng phẳng, kết nối tiện ích cũng đầy đủ. Từ đây về Nha Trang thì tầm khoảng 27-28 cây thôi. Đi ô tô thì khoảng nửa tiếng, chưa tới nửa tiếng là tới nơi rồi. Đó. Phù hợp cho anh chị nào làm farm, làm vườn, làm nhà vườn nghỉ dưỡng nha. Đó. Rất là đẹp, đất bằng phẳng vuông vức anh chị ạ. À. Gì chứ tài sản cứ gửi vào đất thì thấy ok. Luôn luôn là cái lựa chọn tối ưu nhất cho các nhà đầu tư. Đó. Đất cũng là nơi phát triển và tăng trưởng đều. Hai mặt tiền rất là đẹp cho anh chị. Đó. Nói chung là bất động sản mà sông suối nè là 1, 2, 3 mặt tiền, vị thế đẹp, vị trí đẹp là tiềm năng tăng giá nó có hết chứ không phải là không có. Luôn luôn vẫn còn tiềm năng tăng giá nha anh chị. Đất đai tài sản có hạn mà, không có nhiều. Anh chị đầu tư thì cân nhắc cái lô này, nó rất là đẹp. 7.300, hai mặt tiền, quy hoạch thổ cư. Đất bằng phẳng, vị trí thì nằm ở xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, cách Nha Trang chỉ tầm 27-28 cây thôi. Đó, rất là gần. Vùng ven, quy hoạch thổ nha, chưa tới 2 triệu mét nha anh chị. Hôm nay thì em đi làm clip sơ, em thông tin cho anh chị như vậy. Anh chị nào quan tâm thì nhớ like và đăng ký kênh của em nha. Anh còn anh chị nào mà thích lô này á, muốn tìm hiểu về lô này kỹ hơn á, thì là kết nối với em qua số điện thoại dưới phần mô tả để em tư vấn anh chị chi tiết, cũng như là đưa anh chị đi xem thực tế luôn nha. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúc anh chị một ngày mới thật là nhiều năng lượng, nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui nha. Em xin chào và hẹn gặp lại.